Thành phố Hồ Chí Minh đã xin cơ chế giảm thời gian làm thủ tục hành chính để xác định giá đất nhằm tính tiền sử dụng đất theo phương pháp định giá đất hiện nay từ trên dưới 3 năm xuống chỉ còn khoảng 10 đến 15 ngày làm việc. Việc này nếu thực hiện được sẽ vừa tháo gỡ được khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn, vừa giúp thành phố tăng nguồn thu từ đất đai. Năm ngoái, nguồn thu ngân sách từ tính tiền sử dụng đất đạt thấp nhất trong 10 năm qua. Hiện nay, chính phủ quy định 5 phương pháp định giá đất gồm phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chiết trừ, phương pháp thu thập, phương pháp thặng dư và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Để tính tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp đóng, cơ quan quản lý đất đai được thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể theo phương pháp thẩm định giá cụ thể. Tuy nhiên, cách tính này hiện đang gặp nhiều vướng mắc, khiến nhiều dự án bị tắc. Xin sở xây dựng cấp phép xây dựng phần trên thì sở xây dựng nó bảo là ông đóng tiền sử dụng đất đi rồi tôi cấp phép. Qua ông Sở Tài nguyên thì bảo giờ cho tôi đóng tiền sử dụng đất để mà tôi được cấp phép tôi triển khai, thì ông Sở Tài nguyên là cứ lắc qua lắc lại rồi cứ trình lên trả về mà hơn 20 tháng nay rồi nó chỉ có vậy thôi. Doanh nghiệp thì xin đóng tiền. Có cái là mình đang tính tiền sử dụng đất cho các dự án quá khứ, như vậy muốn tính tiền sử dụng đất quá khứ thì mình phải có những cái giải pháp của mình để mình lấy số liệu, nếu thực hiện phương pháp so sánh thì mình có những cái chuyện mà mình thu thập thông tin số liệu. Nhưng nên có những cái tính cho quá khứ, cũng có những cái điểm vướng. Để gỡ vướng cho doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh đã có dự thảo công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giảm thời gian làm thủ tục hành chính để xác định giá đất. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với tất cả các khu đất, không phân biệt giá trị tính theo bảng giá đất trên hay dưới 30 tỷ đồng. Nếu được Chính phủ cho phép thực hiện, thì đây là sự thay đổi phương thức định giá đất có tính đột phá khi kéo giảm thời gian trung bình từ 3 năm xuống chỉ còn 10 đến 15 ngày. Chúng ta sẽ dùng hệ số sử dụng đất để mà nhân với cái giá đất, hệ số điều chỉnh. Và đây là cái việc mà các doanh nghiệp đang mong mỏi. Vì lý do nếu tính theo phương án này thì chúng ta tính tiền sử dụng đất rất nhanh. Doanh nghiệp nộp đơn lên chắc chắn là dao động khoảng 15 đến 30 ngày sẽ tính được tiền sử dụng đất. Và thành phố chúng ta cũng sẽ có nguồn thu rất lớn từ tiền sử dụng đất. Chi phí tài chính cho một dự án 3 đến 5 năm nó rất cao, rất lớn và không thể chủ tư chịu lỗ ở phần đó, chúng ta cũng phải đưa vào để cấu thành những giá bán. Cho nên cuối cùng cái người tiêu dùng, cái người mua là người chịu thiệt hại. Cho nên khi mà thành phố thông qua được thì tôi tin rằng là giá nhà nó cũng sẽ là đảm bảo. Đó là nó tiếp cận được với các nhu cầu. Theo Hiệp hội Bất động sản thành phố, nếu khẩn trương giải quyết hồ sơ nộp tiền sử dụng đất của các dự án nhà ở thương mại đang ách tắc này, ngân sách thành phố sẽ thu ngay được hàng nghìn tỷ đồng. Đó là chưa kể sau khi chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất, khách hàng được cấp sổ hồng, ngân sách thành phố Hồ Chí Minh còn có thể thu thêm 2% thuế thu nhập cá nhân của những người chuyển nhượng hoặc thuế kinh doanh nhà từ những người cho thuê. Bộ Tài chính vừa tổ chức họp giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác 10 tháng và triển khai nhiệm vụ giải pháp trong những tháng cuối năm 2021. Báo cáo tại hội nghị, Tổng cục Thuế cho biết cơ quan thuế các cấp đang triển khai quyết liệt các giải pháp, phấn đấu thu ngân sách vượt 5% so với dự toán pháp lệnh năm 2021. Theo đó, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 2021, cơ quan thuế còn phải thu khoảng từ 139.000 đến 140.000 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh cơ quan thuế tiếp tục thực hiện giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp. Tổng thu ngân sách tháng 10 năm 2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 121.482 tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán. Số thu ngân sách tháng 10 tăng cao so với tháng 8 và tháng 9 là do có thu hồi tiền thuế đã hết thời gian gia hạn khoảng 20.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp tập trung thu kịp thời số thuế hết thời gian gia hạn vào ngân sách nhà nước. Nhằm triển khai kịp thời các giải pháp được quy định tại nghị quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19 để tiếp tục hoạt động, đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước sau dịch bệnh và thực hiện an sinh xã hội. Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị định 92 năm 2021 hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính ngày 29 tháng 10 năm 2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục Thuế các địa phương phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 92/2021 của Chính phủ đã hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn giảm thuế gồm:
giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019. Miễn thuế, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác trong quý 3 và quý 4 của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021. Giảm 30% mức thuế suất, thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ trong các ngành nghề. Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong các năm 2020-2021 đối với các doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020. Nghị định 92/2021 có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 10 năm 2021 đến hết 31 tháng 12 năm 2021. Theo Cục Thuế Quảng Ninh, cơ quan này đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, tất cả các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh sẽ chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thuận lợi, thành công, hiệu quả. Ngay sau khi Tổng Cục Thuế khai trương trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử tại Tổng Cục Thuế, thì Cục Thuế Quảng Ninh cũng đã khai trương trung tâm điều hành và triển khai hóa đơn điện tử tại trụ sở Cục Thuế. Bên cạnh đó, thì Cục Thuế Quảng Ninh sẽ tiếp tục rà soát người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc là không có mã của cơ quan thuế, đồng thời tổ chức tập huấn phổ biến chính sách về hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp và tổ chức bằng các hình thức phù hợp. Đồng thời, Cục Thuế yêu cầu các phòng, chi cục phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 đạt tối thiểu 70% số doanh nghiệp tổ chức đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Tính đến nay, tỉnh Quảng Ninh hiện có trên 7.500 doanh nghiệp tổ chức thông báo sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011 của Bộ Tài chính. Những kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để Quảng Ninh thực hiện thành công việc sử dụng hóa đơn điện tử mới theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC tại địa chỉ www.vtc.gov.vn. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng. Nó thậm chí còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chất lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp quý khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những clip hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast sách nói chuyện hay. Thành chủ của trong đã phát ra. Và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtc.gov.vn để theo dõi các chương trình đặc sắc nhất của VTC ngay hôm nay.